Chào các bác, cô chú, anh chị em, ông bà, cô bác nha. Hôm nay sẽ làm con xanh mini rất thiên nhiên này, rất thiên nhiên. Thiên nhiên ở chỗ là các bác nhìn thấy cái đã thấy thiên nhiên thu nhỏ, nó chỉ tầm 22 phân thôi, tầm 22 phân thôi. Đấy, và cái hay của nó là nhìn phát là các bác đã thấy là nó giống cái thiên nhiên thu nhỏ. Và cái thứ hai là sẹo bệ các thứ mịn tít. Cái thứ ba là ngọn nếp tay tán nó nhìn nó rất là tự nhiên, không có những cái gì nó cầu kỳ quá. Đấy, nó nhiều khi nó đơn giản mà nó rất hay. Đây, thì bệ rễ của nó đây. Tất nhiên cái này, cây này mà rút răm ra thì nó sẽ có những cái chỗ nó chưa được ưng ý, vì là chủ cũ người ta bỏ bê rất là nhiều. Tuy nhiên nó là một cái cốt rất là hay. Đây, bệ rễ đây nhé. Đây nha các bạn. Bệ rễ nó còn cỏ này, tí nữa sẽ vặt sạch để quay qua. Mới vào hôm qua mà. Đấy. Bên này thì cũng ổn rồi, nuôi thêm bên này tí. Đấy, thì bên này đây. Bên này đây. Tất nhiên nó còn tùm cả cỏ, cả cây, cái chậu này cũng ok rồi. Sau này mà trồng thì lùi cái chậu đi ra sau tí. Lùi cái cây. Thì cái hoành nó vừa đến cái mép chậu bên này là đẹp. Hàng cái tiểu cảnh dưới cũng vui. Thiên nhiên mà, thiên nhiên thu nhỏ đó. Đấy các bác nhé. Bây giờ vặt lông thôi. Để xem nó lỗi lầm thế nào để ta tính tiếp. Vặt lông gà. Lông gà nhé. Cho con nhé. Không làm thế. Nhặt từng cái thôi. Không được làm rồi. Không được lao đầu vào cái góc cửa sổ. Để máu đầu. Người đang trắng thành người. Cái vô này. Tại vì quý nó lấy cái ghế còn lao đầu vào cửa sổ. Đây cho bố tự vặt. Tự vặt hỏng hết rồi. Con vặt cho bố nha. Con vặt từng lá một thôi nha. Từng lá một thôi. Về cho to. Trên này xuống trước thì nó đỡ phải nhặt lại ở dưới. Cũng hiền đi học không?
bánh mù. Đúng. Nhà. Đúng là. Đúng không? Chẳng người trong nhà thì đâu. Tí nhựa ở tay các bạn, tí nhựa lên xìm tay. Được không? Từng lá tới nha. Bẩn tay lắm. Có nhựa ấy. Mình dính vào tay mà đen ấy. Nào để phục vụ bà chị. Xanh là lá hay xấu đấy các bác. Xấu trời tất. Quê điền trời tất. Một đống tiền nữa không ít đâu. Các bác không biết thì đơn giản. Đống tiền. Cái này ngon chưa, nhìn thấy thiên nhiên chưa? Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Mẹ dậy sớm thế. Ủa lão đồ rửa rách đi nước rồi tay. Mẹ rồi.
Cái lá rồi. Hết rồi à? Đúng, hết rồi. Con làm đẹp thôi. Làm đẹp cho con. Cho con á? Con có thích cây không? Có cây. Muốn làm đẹp cây không? Con có thích cây không? Có thích à? Tốt rồi. Cho con tưới cây cho bố nhé. À. Đoạn này đây. Quay đi nhỉ? Rồi. Thank you.
hả? Ngồi mày dung, ngồi mày dung. Ngồi mày dung đi. Mày dung ơi. Đúng rồi, em ở ngay chân cầu vượt đi. Nếu mà anh toàn tiện đi qua thì vất cho em cũng được. Bây
bây giờ đang vâng đến mai cũng được chị ạ. Hai anh nghỉ, hai anh nghỉ chiều về à chị? Nhím ý chị, nhím á chiều nay về à? Vâng. Nắng quá em không? À có à. À, đang định đi mà thấy nắng quá để bảo là hỏi xem chị ở chỗ nào thì chiều em qua. Vâng. À nín về 3 giờ à? Vâng. Vâng, để tìm em Toàn đi, chúng ta với anh. Cho nó cái đó các bác nhé. Tiếp tục.
Dạ. Dạ. Ở đây á. Thank you.
Rồi. Sao? Đây các bác rất ưng ý. Cái cây rất ưng ý các bác. Rất ưng ý nhé. Đây. Kéo này các em, cao bằng cái kéo này, hơn cái kéo này một tí. Tầm 25 phân là cùng thôi. 25 phân. Thì đầu tiên là cái cốt cán này. Cái này sẽ phải đẩy lùi phía này một tí. Cho cái hoành này là mạnh. Hoành mạnh ra đây. Đến cái tay này sẽ bấm bên đây. Cắt đến đây, bỏ cái phần này đi. Để nuôi giật cái mầm ra đây. Một bông nhỏ chờ ở đây thôi. Mầm ra đây. Đấy, nó không bị chướng ở đây. Nhưng mà bây giờ thì chưa cắt hộ. Bây giờ thì chơi đã. Chờ cái mầm ở đây lên đã. Đấy. Cái ngọn này sao cũng phải làm lại. Nhưng mà đang tạm được. Tạm được rồi, chơi được luôn rồi. Đấy các bác nhé. Như một lực sĩ, như một cây gạo đầu làng. Trực gạo. Có thể nói cây trực gạo hiếm có đấy. Hiếm có. Bệ này sau em sẽ làm lại một tí. Nó đang bị tôi thôi. Bỏ bê quá. Đấy, mình phải trên cao rồi luôn. Cái tay này sau sẽ phải xử lý. Rất đẹp đấy. Nó nhìn bên ngoài rất đẹp các bác nhé. Mặt này là mặt chính. Nếu mà chọn mặt này mặt chính thì sau cành này sẽ phải giật đây. Nghệ thuật. Bỏ cái phần này đi. Đấy là mặt trước nha con nhé. Mặt hông này. Để thì dễ rất là khoái. Cái u biếu này sẹo sức nó mịn tít rồi. Mịn tít rồi. Tay cành rất rụt rịt. Cũng đã từng đi vào dây nhưng mà không quá thô bạo. Vẫn rất là ok. Đây mặt bên này cũng chơi vô tư. Bệ mà cái này nó thành thì chơi rất là hay. Này ép xuống. Đấy. Này cho ngồi lên hòn đá. Đuổi sang đây. Đấy, tầng dưới ông cụ đứng ở đây. Dưới tán cây hoành này. Ngọt nhá. Đấy. Rất ok các bạn. Rất ok. Tuyệt phẩm. Có thể là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm xanh trực gạo. Này mua hơn 10 đồng đấy các bác nhá. Không đơn giản đâu nhá. Xanh quê đấy. Nhìn cái cốt cá này là chốt luôn, không nói nhiều. Rồi các bác có ý cho thêm nhé.